anh em nào muốn mua nick Liên Quân Verify uy tín giá rẻ, thử vận may siêu hot vô cùng hấp dẫn chỉ với 10.000 đồng thì hãy ghé qua shop nbh.com nha. Sony cao cấp, hello xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về thời tiết và các skin được diễn ra vào thứ ba ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020 nhá. Mấy bố cứ hỏi Pankia cộng hưởng đâu thì đây, Ticker Pankia bà chủ và Ticker Pankia cộng hưởng đây rồi. Vấn đề khó khăn hết sức nan giải, hết sự không còn một viên đá truyền tẩy nào. Thế thì lấy đâu ra mà truyền pet bây giờ? Lấy đâu mà cho em nó kế thừa tinh hoa của Hopan bao bà chủ bây giờ? Đây, đó, truyền cho lắm cơ. Đến lúc cần thì méo mó đéo có cái gì. Có hai hộp dương đã truyền cao. Mong nếu bây giờ tôi mở được một viên đá truyền tẩy thì chúng ta sẽ có clip Pankia cộng hưởng ở tuần này. Còn nếu không mở ra được, đành hẹn anh em sang tuần sau. Đây không phải là do mình muốn như vậy, mà là duyên số nhân phẩm bên game nó ép là như thế. Đây này, bắt đầu này. Một. Trời ơi, nói gì đi. Vui đã có, mọi điều đã xong xuôi rồi. Á hi hi. Rồi, còn về phần thời tiết của ngày hôm nay, đó chính là tuyết và tuyết. Tuyết thứ nhất diễn ra vào hồi 9:27 đến 11:27 và tuyết tiếp theo diễn ra vào lúc 21:01 đến 22:01 nhá. Giọng của mình hôm nay nó cứ kiểu trầm trầm tính nam tính kiểu gì ta. Hôm qua đi sinh nhật đứa em gái quen ở trên trường đến tầm 3 giờ sáng. Hôm nay là 6 giờ để dậy gọi em nó đi học và đón em nó đi học. Rồi tôi về là 7:30, 8 giờ. Là để ngồi làm clip cho anh em coi luôn đấy. Thế các ông bán sức lao động. Sáng sớm ra mấy bố câu hỏi là làm gì nhỉ? Anh gì mà có nhiều tiền vậy? Ui dồi ôi, không có cái gì free miễn phí nhá. Trong lúc ấy, sáng sớm anh em đang ngủ ấy, thì tôi đã phải dậy rồi. Sáng bán lưng cho đất đúng không? Không nhỉ? Bán mặt cho đất, bán lưng cho đời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đấy, vẫn đang trong cơn mê, cơn lú. Trong cơn lú anh trở thành chàng tỷ phú em ơi. Úi trời ơi, vẫn còn hơi rượu lắm, mệt mỏi lắm. Thế ấy, tuyết ở mê cung cao cấp, chúng ta sẽ có được các con pet bao gồm như sau. Đây, cũng chả có gì là hấp dẫn cho lắm. Quay đi quần lại cũng chỉ có mấy con này thôi. Mê cung thường ở tuyết, đó, ok. Còn về cái chuỗi sự kiện nhìn sơ sương sương qua tôi thấy cũng không có gì quá là hấp dẫn. Đầu tiên sẽ dương niềm vui, nạp 2.000 xu nhận được một bộ version, đó chính là bộ săn bắt đánh lượm. Đây, anh lên núi hái chè gặp một con bé nó đè anh ra. Đó, muốn lên một set đồ nha, với giá là 2.000 kim cương. Quý tính giờ, sự kiện này diễn ra tận là 3 ngày và 14 tiếng nữa. Ủa, hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5 này. Ôi, nó diễn ra đến tới cả thứ 6. Các bạn nạp vào có 300 kim cương và bỏ thêm 600 kim cương nữa thì sẽ nhận được 30 mảnh Master Down và thêm ở đấy là cái đai đen cộng 3 này, 25 thẻ gộp. Đây là nhận mỗi ngày. Sự kiện này tổng là 4 ngày. Vị trí anh em sẽ kiếm được là 342, 120 mảnh Master Down với cái giá là 300 kim cương nạp và bỏ ra 600 kim cương mua. Đấy là cực kỳ rẻ rồi. Chứ nếu bây giờ anh em mà bảo là rút 10 kim cương cấp ấy là các bạn tốn tầm 25.000 kim cương. Còn nếu các bạn bỏ mảnh thường ra, à mà con này Master Down nó có đổi bằng mảnh thường không nhỉ? Hình như là nó chưa cho chế độ đổi mảnh thường em ấy thì phải. Đây, Master Down này. À đây có, các bạn phải bỏ ra tới là 2.000 mảnh thường để có thể sở hữu. Đấy, thì anh em tùy thôi, tùy cần biến là cũng như là tự tính toán. Theo mình thấy là nạp 300 xu bỏ ra thêm 600 kim cương là quá lãi lời rồi. Tổng vị trí mất là 900 kim cương, là có tới 120 mảnh Master Down. Êm kẹo. Ai về phần bàn quay này. Bàn quay này cứ tưởng free miễn phí được, hóa ra là phải nạp, bắt buộc nạp mới có được lượt chơi. Và quay chủ yếu là mảnh thường, thấp nhất là 50 mảnh và nhiều nhất là 1.600 mảnh.
Tiếp theo là đến phần shop quà, bán mấy cái nâng cấp mà linh ta linh tinh ấy thôi, gen ý niệm để cho nâng cấp gì nhỉ, viện trợ ấy, viện trợ dịch này, viện trợ con gì ta, con này là con Mitsu Y thì phải, ok kệ xác nó. Đây, tu biên lực lượng này, Volcanium thì anh em nào đang cần đạo cụ đó dùng để nâng cấp viện trợ cho nó lên level, mở khóa các kỹ năng phẩm chất cao hơn thì các bạn có thể mua thôi. Chứ với con app này hiện tại thì mở full kỹ năng từ đời 8 tống nào rồi. Vào sự kiện chính xem sao. Đầu tiên đó chính là nạp tiền Link của Hot, măng mông nạp một ca su mông thấp này, nhận được dương thần thú này, phiếu vận chuyển này, mấy cái bí truyền master. Sự kiện rung 10 đó chính là Emerata, được hoàn trả thêm là 250 kim cương mỗi phát, tổng vị trí rút 8 phát, số lượng kim cương hồi về là 2000 kim cương. Về phần tiêu phí thì sao? À mà nhắc đến tiêu phí, nhắc nhìn qua cái đèn bí đỏ các bạn thấy không? Tổng số lượng đèn bây giờ còn có 18 đèn thôi. Ui ôi, lấy con Palkia cộng hưởng ticker vừa bá chủ vừa cộng hưởng về cái này coi như là nghèo đói, không còn một tí tì ti đèn bí đỏ nào để mà đú đợt với đời. Ai à, nhận đèn này, mắc mốc tiêu chỉ tới là 20.000 kim cương thôi. Đấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Rồi, và đó là qua về thời tiết cũng như là các sự kiện được diễn ra trong ngày hôm nay. Bây giờ sẽ xem tình hình. À, Palkia gộp cộng 40 này. À, giờ thì là thân mật là 100 rồi này, level 100 này, đủ điều kiện cần và cũng như không thiếu bất cứ điều kiện gì để có thể tiến hóa. Đầu tiên sẽ lên được trạng thái bá chủ, tiếp theo là trạng thái cộng hưởng. Ôi giời, à bây giờ tôi thử xem nếu mà truyền từ hôm 3 qua được chiến sẽ tăng tiến như thế nào nhá. Ờ à, hệ nước rồi, mong Palkia này nó không kém cạnh quá nhiều so đối với em DNC cộng hưởng Dynamax. Em DNC cộng hưởng Dynamax lên tới 165 triệu, mình mong muốn là em Palkia cộng hưởng này nó cũng sẽ đạt được mức độ là 160 triệu lượt chiến. À không, bây giờ mình mới là con DNC cộng hưởng chứ không phải DNC cộng hưởng Dynamax. Có ticker dấu ấn Dynamax cộng hưởng đâu mà đòi DNC cộng hưởng Dynamax chẳng mắc. Đây, lực chiến lên được là 85 triệu, nhưng mà đây mới chỉ là trạng thái thường, chưa lên bá chủ. Và từ bá chủ lên cộng hưởng nó có bứt phá nhiều lắm, nhiều lắm. À, về cái phần pro tiện thể tôi mở luôn pro 345 không nhỉ? Để mở được pro 345 thì chúng ta phải mở cái bí thuật này. À, bí thuật này bắt buộc phải nâng cấp lên trạng thái bá chủ cơ á. Khi thả skill Z này, thêm hiệu quả hỗn loạn lên một mét bất kỳ phe địch, speed bản thân tăng 3%, kéo dài 2 hiệp. Ê, con này hack tốc lắm, mình đang đoán nó sẽ lên khoảng tầm 3 triệu speed so với phần còn lại trong đội hình. À, nhưng mà lực chiến con DNC nó cao là do nó được đột phá vào dòng HP cao. Còn em Hoba này đột phá nó ít hơn về cái dòng HP và truyền qua cho Palkia. Mà con Palkia cái dòng HP của nó, úi dồi ôi, nhìn qua thì muốn đấm vào mồm thế nhở. 108 ạ, cực kỳ mỏng luôn, một câu là như vậy, mẹ nó mỏng siêu khủng khiếp. Các con khác là 162, 158, mình đã thấy là thấp rồi. Mẹ con Palkia 108 ạ, ui đối phương nó đấm mồm một phát chắc lăn đùng ra gãy răng chết luôn. Speed là 170 này, được cái crit tương đối cao, đạt là 181, cũng tạm tạm tương đối để đủ để có thể trải nghiệm được. Ơi, giờ làm qua một vài trận BK để tạm biệt em hô ba yêu dấu phát. Ôi dồi ôi, BK này thì là đánh đấm ai bây giờ? Gặp mấy thanh niên kia lực chiến thấp quá. Đại chiến thế giới thì cũng đã bùng lụa hết một lượt rồi. Thôi đi đánh đại chiến thế giới liên server đi, để gặp các đối thủ khủng khiếp hơn, lực chiến cao hơn. Mua này. Bao nhiêu lần mua tiếp này, ôi mắc mua 10 lần rồi. Để tình hình xem là gặp ai đây. Mờ vờ vương à, ui ôi thanh niên này mà có 25 triệu chiến. Không bỏ, không ăn thua. 25 triệu được chiến thì đánh đấm rì tầm thời điểm này nữa. Thôi thì đi vào đây bắt nạt mấy thanh niên 38 triệu lực chiến đúng không? Mà thôi kệ cứ vấn đề đã. Lát nữa làm clip về Palkia cộng hưởng lựa nhầm thôi. Lát nữa làm clip về Palkia luôn. Lúc đấy thì còn có đối thủ để mà test chứ bây giờ. À mà nếu mà nói về Palkia ghép với team gì nhỉ? Em Palkia này kết hợp một cặp đôi Lucky Azatius à? Lucky Azatius bà chủ ấy cũng
cũng tương đối khá là ok, và mình thấy là kết hợp này ngon hơn, mà ngon nhất rồi, chả có sự chọn khác. Chứ bây giờ game với tem nước à, tem nước thì là có em Kyoge, nhưng mà Kyoge chắc chắn sẽ không có được turn để mà búp rồi, tốc độ chất nó quá chênh lệch. Con này là hút kẻ địch được luôn thể thôi. Thêm với đó là một con nào ta, mình thấy bên phiên bản tiếng Anh thì Kiệt Bốc có chơi con vịt là Mithy Phắc Đúc này, để tận dụng cái kỹ năng bi động của em nó. Khi có mặt này, bất kỳ bet trên trận thả skill siêu hoặc nước tăng 8% speed cho toàn thể bet meta được cộng tổng 3 lần. 8 x 3 là 24% cơ á. Ghê phết nhở, hack tốc đấy. 84% speed, trời ơi, anh nhầm, 24% speed giúp cho lượng tốc độ của em Pankia cải thiện một cách dã man. Nhưng mà đấy là chỉ tăng được về mỗi speed. Trong khi đó, khi kết hợp với cặp đôi Latias, Latias bá chủ, chúng ta sẽ tăng tới 100% skill, miễn dịch mọi hiệu quả khống chế búp bất lợi. Thêm một đó là có hiệu ứng Ion Z, Ion Blue, bất tử hồi lưu, bảo lưu HP. Mình thấy con này vẫn ngon hơn, chứ nếu mà đi kiểu ghép với con kia thì tốc độ cao nhưng mà vẫn bị ăn khống chế bình thường. Còn khi kết hợp cặp đôi Latias, Latias này thì cái điều điểm yếu, điểm đấy đã được loại bỏ và biến mất. Thấy nó hợp lý hơn nhỉ. Tăng thêm 30% đam crit dazmer này, rồi mà cả một đống hiệu ứng các thứ nữa. À, bộ ba này chắc có vẻ là ok, ổn nhất đấy. Rồi, và clip này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.